Hội thi là dịp để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân đối với giảm thiểu tai nạn do cháy nổ gây ra, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy. Tại hội thi, 11 đội thi đến từ 11 hội phụ nữ cơ sở đã tham gia tranh tài ở các phần thi. Phần thi chào hỏi giới thiệu về kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền, thực hiện phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và các mô hình an toàn trong phòng chống cháy nổ trên địa bàn phường. Phần thi sân khấu hóa với nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong các biện pháp phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, cách sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy.